không sơ sẩy ra là chết rồi. Nhắm dây mà để dối dây mà không lên nữa chết, ăn chửi chết chứ ăn chửi chứ nữa. Đợi đi chích đầu lên kia luôn. Đúng ông thủy thủ kia ông không lên. Ném ném ba lần mới lên. Xuống ăn cơm ông chửi. Giờ là ông đứng đầu ném đúng không? Ông đứng ngay chỗ làm đó đó. Ném cho nó dính vô lên trên cái nắp nắp cabin đó. Pop pop. Cái dây dây chéo này nè, nó dùng để khóa chân. Khóa chân. Dây chéo. Thank you.